Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Và buổi tối ngày hôm nay là ngày 26 tháng 5 thì Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị hai cái sản phẩm mới về tại cửa hàng của mình. Trong clip này thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái cặp loa cây, một cặp đến từ Anh Quốc Watford, dòng này dòng Monitor MF-M7 và một cặp Avon Omega 38, tầm này thì đến từ Đan Mạch với cấu hình là 2 bass 22, dành cho anh em nào thích nghe bạo lực, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke hoặc là chơi nhạc sàn thì những cặp loa này sẽ đáp ứng được cho các bác rất là tốt. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho quý vị từng sản phẩm như thế này. Đầu tiên thì sẽ quay cho quý vị đó là cặp loa đến từ Đan Mạch. Cặp loa này thì nó khá là hiếm trên thị trường Việt Nam. Với cấu hình thì rất là khủng, có chiều cao là 1m03, kích thước bề ngang là 26,5 và sâu là 30. Loa rất nặng và chất. Với cấu hình là 2 bass 22 gân cao su màng carbon. Không, cái rốn này nó là rốn lõm. Và đặc biệt là dòng này nó có quét cái vòng này. Anh em để ý kỹ cái phần màng này. Đấy. Gân cao su màng carbon quý vị nhé. Đấy, cái màng này cứ xoáy xoáy ở bên trong. Và một tép đôm. Nó thiết kế hai lỗ thông hơi cả phía đằng trước và cả phía đằng sau. Cái tên gọi của nó là Avan. Đằng sau thì nó ghi là Omega 38. Thì Xuân Đình cũng đã check qua trên Google rồi thì thường thường thì ở Việt Nam mình có bán những dòng như 30 hoặc 39. Còn model 38 này thì nó chỉ bán ở trên những cái trang mạng quốc tế thôi. Cho nên đến dòng này thì khá ít trên thị trường. Cặp loa này chất âm rất là hay, đáp ứng được cho quý vị chơi đa dạng. Màu mảng của loa thì cũng khá là đẹp. Ở góc cạnh cũng vậy. Nói chung là đây đều là loa cũ đã qua sử dụng chứ không phải loa mới tinh. Nhưng Xuân Đình thì luôn lựa chọn cho anh em là những cặp loa nó còn tiêu chí này, còn đẹp. Để cho quý vị mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh nhà mình cũng như nó dễ chịu, dễ nhìn một chút chứ không đến mức là quá xấu. Đây là góc cạnh của cái cặp loa. Dòng này nó thiết kế loa khá là khủng, rất là nặng. Anh em chơi được đa dạng luôn và chất âm của dòng này rất là hay. Đây là e-căng. Căng cũng còn khá là đẹp và không có rách. Gỗ rất là chắc chắn. Và đây là phía đằng sau của cái cặp loa. Đấy, lỗ thông hơi đằng sau này. Đây là cái thông số về cái cặp loa đến từ Đan Mạch. Đó là Avan Omega 38. Đấy. Tầm này thì nó có trở kháng là 4 ohm. Công suất max của nó là 200W một loa. Đây là gọi công suất chịu tải nhé. Chứ không phải là công suất thật. Nên nhiều các bác hay đi cộng những công suất này. Thí dụ đây là 200W. Xong cộng một cái loa bên kia là 200W là 400W. Sau đó đi mua âm ly để đánh. Thì không phải nhé. Cái này chỉ cần những chiếc âm ly hơn 100W đánh tốt những dòng loa này rồi. Độ nhạy của nó là 90 dB. Giải tần của nó từ 40 đến 20.000 Hz, có số series là 3073. Còn bên này thì nó có số series là 3048. Đấy. Sắt của loa này. Loa còn khá là đẹp. Tuy rằng không phải là những dòng loa mới tinh, nhưng đây đều là những hàng đã qua sử dụng mà Xuân Đình lựa chọn cho anh em. Là những cặp loa còn tương đối đẹp để cho quý vị trưng bày. Và với cái cấu hình của cái cặp loa đến từ Đan Mạch 2 bass 22, một tép đôm, dòng này rất là khủng, không kén về âm ly, thì Xuân Đình đang bán cho anh em với mức giá là 6.800.000 đồng. Một cặp loa rất là hay trong cái tầm tiền quý vị bỏ ra, rẻ hơn cả dòng JB LX700 mà chất âm thì đánh bạo lực luôn, đánh hay hơn dòng 700 rất là nhiều, tiếng dòng này rất tốt. Đặc biệt là nó không kén về âm ly. Quan trọng nhất là quý vị để ý cái trở kháng của âm ly. Nếu như âm ly nào đánh từ 4 ohm thì sẽ ghép tốt những dòng loa này. Tiếng bass ra đánh rất là lực luôn. Đấy là cặp loa Avancare Omega 38 đến từ Đan Mạch. Có mức giá là 6.800.000 đồng. Còn sang bên phía tay phải của chúng ta thì đây là một cái cặp loa đến từ Anh Quốc. Cặp loa này nó có tên là Watford. Model của nó là MF-M7 Monitor. Những dòng này thì nó cũng khá trên thị trường.
và thường thường anh em bán từ những năm 2017, 2018 cũng đã có cái mức giá là trên 8 triệu. Còn đến bây giờ thì duy nhất tại cửa hàng Xuân Đỉnh đang có một cặp loa còn nguyên zin, một thùng 4 loa, cấu hình là 3 bát 18, hai siêu trầm ở phía bên dưới, một trung trầm và một tép đôm ở phía bên trên. Kích thước của thùng loa thì nó có chiều cao là 1 mét, chiều ngang là 22 và chiều sâu là 38. Loa rất là sâu, vỏ màu gỗ cherry, còn tương đối là đẹp. Tất cả các góc cạnh tuy rằng vẫn là đồ cũ nha quý vị nha, không phải là đồ mới tinh. Thì Xuân Đình sẽ quay thật gần cho anh em luôn. 3 bát 18 thì toàn bộ đều là gân cao su, màng cũng là màng, màn này nó nằm thuộc cũng là màng carbon này, nhưng mà màn này nó khác so với những dòng khác rất nhiều đấy. Rốn của nó ấy, lồi ra bên ngoài. Một tép đôm, tem của nó đầy đủ hết nhé, đấy cần rất đẹp. Dạo này thì nó đánh theo kiểu B-way hai cầu, tức là phần bát riêng và phần trung tép riêng. Nếu như bác nào mà có những dòng âm ly của Đài Loan như 1500 hoặc là 2000 để ghép với những cái dòng này thì bỏ hai cầu đánh B-way rất là hay, hoặc không thì chúng ta lại đấu cầu đánh như bình thường. Và với cặp này thì Xuân Đỉnh đang bán cho anh em với mức giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. 8 triệu 500 nghìn đồng. Cặp loa anh. Đây thì sẽ quay cả phía đằng sau cho anh em cùng xem luôn, cũng như thông số của cặp loa. Cặp này thì nó rất là buồn cười vì nó trở khá là 5 ôm. Công suất của nó là 150W một loa. Đây là công suất chịu tải. Đấy. Made in England. Số series là 4700. Và sau bên này là 4694. Lỗ thông hơi thì nó ở phía đằng sau. Đây là gọi là cầu B-way. Nếu như bình thường đánh riêng thì sẽ tháo hai cái cầu thoát này ra. Còn nếu như đánh chung thì anh em chỉ cần nắp mỗi dây vào đây sẽ đánh được 4 loa vì bên trong đều có phân tần. Và đây là chiếc loa còn lại. Hai lỗ thùng 10 phía dưới. Hai cái cặp loa này đều rất nặng và chất. Và cái cặp loa anh này thì nó thiết kế theo dạng vòng monitor nên cái phần tiếng của nó rất là sạch sẽ và chi tiết. Và cái cặp loa anh có tên là Godfather MF-M7 Monitor với mức giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 26 tháng 5 thì Xuân Đình đã giới thiệu cho quý vị hai cái sản phẩm, đó là hai dòng loa cây cột, một cặp đến từ Đan Mạch và một cặp đến từ Anh Quốc. Chi tiết cũng như giá Xuân Đình đều báo rõ trong clip. Địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này thì đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.